Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 206 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, tâm tư của Kỳ Linh đều đặt lên đột phá, hơi phân ra chút tâm tư, dùng chín đại bí thuật vây công Kiều Trần giáo chủ. Đáng chết mà, tại sao uy năng bí thuật tăng lên nhiều như vậy? Kiều Trần giáo chủ cầm trường côn trong tay, không ngừng biến ảo. Trường côn tùy ý càn quét, kiệt lực ngăn cản chín đại bí thuật và rất nhiều rắn nhỏ màu vàng tấn công. Chính là hướng này, triệu hoán trong tối tăm càng ngày càng mạnh. Kiều Trần giáo chủ nhìn chín đại bí thuật và con rắn nhỏ vây công, nhưng hắn né tránh hữu ý, vô ý nhích tới gần chỗ khác. Khi thì tránh trước, khi thì tránh sau, khi thì trốn trái, khi thì tránh phải. Chỉnh thể hắn đều nhích tới gần khu vực phát hiện ra triệu hoán. Cơ duyên của ta, đế quân chỉ dẫn, ta vất vả đến nơi này khống chế Kiều Trần giáo, mượn nhờ Kiều Trần giáo điều tra cương vực chung quanh, cuối cùng cũng xác nhận cơ duyên của ta nằm ngay trong Đông Kỳ phái này. Lần này phải bắt được cơ duyên. Kiều Trần giáo chủ nhìn như ngăn cản cố hết sức, nhưng tất cả nằm trong khống chế của hắn. Bởi vì trận pháp cấm chế và chín đại bí thuật uy lực tuy lớn, nhưng có chỗ thiếu hụt, đó chính là lĩnh vực công kích mà thôi. Những con rắn nhỏ có số lượng quá nhiều, lúc trước làm ra trận pháp này chính là vì vây khốn đối địch. Một kích cuối cùng chính là bản thân Đông Kỳ đạo quân. Kỳ Linh có chín đại bí thuật cũng là lĩnh vực. Vạn Thần đạo quân sáng tạo bí thuật này chỉ vì trói buộc Ma Lạc ba đại đế. Lĩnh vực như thế trói buộc kẻ địch, lúc đối mặt với đạo quân yếu kém có thể quét ngang, hiện tại đối mặt với đạo quân cường đại chân chính cũng chỉ có thể vây khốn kẻ địch mà không thể chém giết được. Xoẹt xoẹt. Kiều Trần giáo chủ tới gần nơi này, hắn e sợ làm cho Lôi Tuân đạo quân Kỳ Linh chú ý, cho nên chỉ dám nhích tới gần mà thôi. Thành. Trong chiếc phi chu màu đen, Kỳ Linh vui mừng vì mình đã đột phá được. Hắn phát ra khí tức còn cường đại hơn trước rất nhiều, thần lực pháp lực bắt đầu khởi động, hoàn toàn đạt tới cấp độ tính mạng cao cấp. Sáu thanh Bắc Hồng kiếm sau lưng Kỳ Linh càng nhận được kiếm đạo bổn nguyên hoàn thiện hơn của Kỳ Linh. Bổn mạng thần binh có một chỗ tốt, đó là không ngừng hoàn thiện bổn nguyên, cũng có thể hấp thu bảo vật để phát triển. Bổn mạng thần binh cần điều kiện phi thường hà khắc, mặc dù Khổng Tát đạo quân lưu lại những bảo vật kia không thích hợp với bổn mạng thần binh. Kế tiếp chính là thanh hoa vũ khí chi lực của ta. Kỳ Linh chiến đấu dựa vào thanh hoa vũ khí chi lực, thần lực pháp lực nhanh chóng và do hỗn độn tinh thần cung ứng. Thanh hoa vũ khí chi lực gia tăng số lượng còn nhiều hơn thời gian đột phá thần thể, kim đan, không gian hỗn độn rất nhiều. Ta cảm ứng được, có lẽ ta cách trăm dặm nữa thôi. Cũng trong lúc đó, trong mắt Kiều Trần giáo chủ mang theo một tia mừng rỡ. Chẳng muốn kéo dài nữa, đi. Trường côn trong tay Kiều Trần giáo chủ quét qua, hắn bổ sóng lớn, sau đó hắn dùng toàn lực bay về một hướng. Khoảng cách trăm dặm vượt qua tức thì. Trong tiểu viện có trận pháp cấm chế che chở, khí thế của Kiều Trần giáo chủ tăng vọt lần nữa. Hiển nhiên đến thời khắc mấu chốt, hắn cũng dốc sức liều mạng. Hắn cầm trường côn trong tay đánh nát trận pháp cấm chế và đi vào tiểu viện. Trong sân có ngọn núi giả, trên núi giả có điêu khắc cánh cửa, thì ra là bảo vật tổ tiên. Kiều Trần giáo chủ không chút do dự, cảm giác kêu gọi mãnh liệt làm cho hắn phát run. Hắn lập tức tiến vào và đưa tay chạm vào cánh cửa, cánh cửa liền mở ra. Vèo. Kiều Trần giáo chủ lập tức chui vào. Không tốt rồi. Kiều Trần giáo chủ đột nhiên vọt tới tiểu viện có hành lang không gian vô cùng bình thường kia, thậm chí thực lực của hắn tăng cao, đánh vỡ cấm chế. Hắn không do dự tiến vào trong hành lang không gian. Lôi Tân đạo quân đang khống chế trận pháp xa xa liền biến sắc. Bắc Minh đạo hữu. Lôi Tân đạo quân ngăn cản không kịp, cho nên chỉ có thể truyền âm. Ta biết rồi. Kỳ Linh cũng bất chấp tích góp thanh hoa vũ khí chi lực nữa. Hiện tại thanh hoa vũ khí chi lực chỉ có 3 giọt, thế nhưng Kỳ Linh thực sự cảm giác không thích hợp để tích lũy nữa. Cần biết ngọn núi giả có hành lang không gian chẳng khác gì phàm vật, nó không tỏa ra chút khí tức nào cả. Thế nhưng Kiều Trần giáo chủ vậy mà lại trực tiếp giết qua nơi này, dường như biết rõ ảo diệu của núi giả, cho nên cứ như vậy tiến vào hành lang không gian.
Kỳ Linh mượn nhờ chín đại bí thuật cũng không thể ngăn cản. Để ta đi giải quyết hắn. Kỳ Linh lập tức tiến lên, hắn bay tới trước núi giả, đồng thời tiến vào hành lang không gian. Thanh hoa vũ khí chi lực chỉ gia tăng thêm 3 giọt, thế nhưng lúc chiến đấu tiêu hao lại rất chậm, cũng miễn cưỡng đủ. Kỳ Linh vốn muốn tích lũy nhiều hơn nữa, ai ngờ Cửu Trần giáo chủ lại đột nhiên tiến vào hành lang không gian. Bí mật hành lang không gian mặc dù tại Đông Kỳ phái cũng chỉ có đạo quân mới biết được. Tuy Kỳ Linh đang đuổi giết Cửu Trần giáo chủ, nhưng hắn vẫn tận lực tích lũy thanh hoa vũ khí chi lực nhiều thêm một chút. Bên trong hành lang không gian, Cửu Trần giáo chủ vừa chui vào đã nhìn thấy hành lang. Hai bên hành lang có 3 vạn tên quân sĩ mặc khải giáp phong cách cổ xưa, khí thế lành mạnh. Đặc biệt là điêu khắc vương tọa, tất cả đều bị Cửu Trần giáo chủ nhìn chằm chằm, toàn thân run rẩy. Là bảo vật tổ tiên, chính là bảo vật tổ tiên. Không nghĩ tới xích thủy ta lại có thể đi vào tổ tiên chi địa. Vất vả nhiều năm như vậy cũng có giá trị, thực sự là giá trị mà. Cửu Trần giáo chủ thu mặt nạ, lộ ra gương mặt nam tử lạnh lùng. Giờ phút này trên mặt hắn mang theo thần thái kích động, cẩn thận cảm thụ khí tức nơi này. Trong tổ tiên chi địa có bí mật gì đấy? Ánh mắt Cửu Trần giáo chủ nhìn vào vương tọa màu vàng kia, bởi vì vương tọa màu vàng chính là căn nguyên triệu hoán hắn, triệu hoán mãnh liệt nhất. Đi tới trước thử xem. Cửu Trần giáo chủ cầm trường côn trong tay phóng thẳng về phía vương tọa. Oanh! Trong hành lang không gian xuất hiện quả cầu màu vàng. Trong quả cầu màu vàng có hai tia sáng bắn ra, sắc tiến vào thân thể hai tên hộ vệ. Chúng lao thẳng về phía Cửu Trần giáo chủ. Phá! Cửu Trần giáo chủ không giảm tốc độ, hắn không ngừng dùng trường côn quét ngang. Vèo 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 vèo! Quả cầu trên cao không ngừng bộc phát kim quang vào trong người những tên hộ vệ. Tốc độ của Cửu Trần giáo chủ rất nhanh, hắn không ngừng lao thẳng về phía trước. Vèo! Lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện tại hành lang không gian, chính là thân ảnh thiếu niên áo trắng vác kiếm đen trên lưng. Cửu Trần giáo chủ! Kỳ Linh gầm lên, lập tức chín đại bí thuật xuất hiện muốn vây khốn chế buộc Cửu Trần giáo chủ. Chín đại bí thuật như giao long tỏa ra khí thế ngập trời, tốc độ của nó cực nhanh, gần như đuổi theo Cửu Trần giáo chủ, quấn quanh Cửu Trần giáo chủ. Muốn ngăn cản ta ư? Đã tới thời điểm cuối cùng, không ai ngăn cản được ta đâu. Tóc của Cửu Trần giáo chủ bay bay, đôi mắt màu xanh lóe sáng, dường như hắn thi triển cấm thuật nào đó, thực lực còn mạnh hơn khi giao thủ với Kỳ Linh một bậc. Bên ngoài thân thể có thể quang suy yếu chín đại bí thuật, hắn cứ thế xông thẳng về phía trước. Sao, hắn dốc sức liều mạng ư? Kỳ Linh lập tức hiểu điểm này nên hắn tiến lên rất nhanh. Quả cầu cũng bắn kim quang để binh sĩ ngăn cản Kỳ Linh tiến lên. Phá! Kỳ Linh sử dụng 3 đầu 6 tay, hắn cầm 6 thanh Bắc Khổng kiếm, hắn một đường quét ngang. Những quân sĩ kia căn bản không thể ngăn cản Kỳ Linh. Cửu Trần giáo chủ, Kỳ Linh một trước một sau đi lại nhanh chóng trong hành lang không gian. Tương đối mà nói, tốc độ của Kỳ Linh còn nhanh hơn một chút, bởi vì Cửu Trần giáo chủ bị chiến đại bí thuật ảnh hưởng. Kỳ Linh đuổi theo Cửu Trần giáo chủ, bỗng nhiên truyền âm hỏi: "Cửu Trần giáo chủ, người tới Đông Kỳ phái chính là vì hành lang không gian này sao?" Phía trước Cửu Trần giáo chủ đánh lui một tên quân sĩ và hừ lạnh: "Ta vẫn cảm thấy kỳ quái, cho dù muốn chiếm lĩnh Đông Kỳ vực cũng không cần cường công Đông Kỳ phái này. Hàng ổ Đông Kỳ phái chiếm diện tích bao nhiêu đây?" Kỳ Linh truyền âm nói: "Hành lang không gian này nhìn từ bên ngoài không có chút thu hút nào cả. Người lại phá vỡ cấm chế, sau đó lại tiến vào hành lang không gian. Người nhất định biết bí mật của hành lang không gian này." Cửu Trần giáo chủ không quan tâm tới Kỳ Linh. Kỳ Linh lại suy đoán ra nhiều thứ nữa. Lúc trước hắn được Lôi Tân đạo quân chỉ dẫn mới biết được ngọn núi giả có đặc thù gì. Lần đầu tiên nhìn thấy ngọn núi, hắn vẫn không ý thức được đây là bảo vật. Cửu Trần giáo chủ lại biết và tìm tới ngọn nguồn của núi giả này. Điều này làm cho Lôi Tân đạo quân và Kỳ Linh cảm thấy quỷ dị. "Người không thể ngăn cản ta được đâu." Rốt cuộc Cửu Trần giáo chủ cũng lên tiếng. Từ khi Đông Kỳ đạo quân chết đi, hắn vẫn âm thầm mưu đồ. Đầu tiên là thả ra tin tức Đông Kỳ đạo quân đã chết, về sau lại chặn giết Hoàng Phủ đạo quân. Thậm chí hắn đã sớm khống chế Cửu Trần thần điện canh giữ bên ngoài Đông Kỳ vĩnh hằng giới. Hắn như con sói hoang đang rình con mồi, hắn cứ ẩn nấp nhìn chằm chằm vào miếng thịt. Hắn thả tin tức ra chặn giết Hoàng Phủ đạo quân là để vì chế tạo khủng hoảng, muốn làm cho Đông Kỳ phái khủng hoảng, sau đó chủ động chạy trốn khỏi chết. Nếu Đông Kỳ phái quả thật chủ động trốn chạy để khỏi chết, vậy thì lại đơn giản, bởi vì một khi di chuyển, trận pháp cấm chế của môn phái sẽ triệt tiêu. Lúc di chuyển,
nếu Đông Kỳ Phái lộ ra liên hệ trong tối tăm, như vậy hắn sẽ lập tức tiến hành chặn giết. Nếu như Đông Kỳ Phái di chuyển mà triệu hoán không có thay đổi, hắn sẽ thả Đông Kỳ Phái một con đường sống. Bởi vì mục đích cuối cùng của hắn chính là cơ duyên, hắn vẫn không muốn cứng đối cứng, chính là lo lắng Đông Kỳ lão tổ lưu lại sát chiêu gì đó. Kỳ thực hắn đoán cũng đúng, Lôi Tân đạo quân thật sự nắm giữ một sát chiêu, như Thiên Phủ, Phu Nhất đạo phù cũng bỏ đi, Đông Kỳ lão tổ dám đi mạo hiểm cũng là vì hắn đã an bài sát chiêu bảo hộ quê hương an toàn. Cuối cùng kỳ vật chỉ có thể sử dụng một lần, Kỳ Linh đã đến hỗ trợ, đương nhiên Lôi Tân đạo quân cầu còn không được. Ta vẫn làm việc cẩn thận, không có bức Đông Kỳ Phái đến bước đường cùng mà dốc sức liều mạng. Tùy nói Đông Kỳ Phái có dốc sức liều mạng thì ta vẫn nắm chắc có thể sống sót được, chỉ sợ lúc đó cũng phải trả cái giá không nhỏ. Trong nội tâm của Kiều Trần giáo chủ vô cùng đắc ý, hiện tại ta có thể không tổn hại đi tới được tổ tiên chi địa này. Sao? Cái gì? Bỗng nhiên sắc mặt Kiều Trần giáo chủ biến hóa, hắn nhìn về phía sau, Kỳ Linh đã không ngừng tới gần. Tại sao tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả ta vậy? Kiều Trần giáo chủ rất giật mình. Trên hành lang không gian có 3 vạn binh sĩ, Kiều Trần giáo chủ đã xông hơn 2 vạn 6 ngàn. Hiện tại thực lực của binh sĩ còn mạnh hơn cả đám người Thanh Phong thánh chủ, cũng đã gần với Kiều Trần giáo chủ. Hắn xem ra đạo quân áo trắng ban đầu tiến nhanh cũng bỏ đi, về sau cũng tiến chậm lại, ai ngờ lại không như hắn suy nghĩ. Đạo quân áo trắng có thực lực còn yếu hơn ta rất nhiều, tại sao tốc độ còn nhanh hơn ta vậy? Kiều Trần giáo chủ không dám tin tưởng. Kỳ Linh tiến lên thật nhanh, hắn cũng đánh bại hơn 2 vạn 6 ngàn tên binh sĩ. Tuy hắn tu hành trong hành lang không gian hơn vạn năm, nhưng không có đánh bại nhiều binh sĩ như thế. Kiều Trần giáo chủ, người dốc sức liều mạng đi tới nơi này, chẳng lẽ bởi vì vương tọa màu vàng kia sao? Kỳ Linh truyền âm hỏi, hắn muốn mượn Kiều Trần giáo chủ phản ứng rình mò ra bí mật của hành lang không gian. Dù sao nhiều năm như vậy, Kỳ Linh cũng không có phát hiện hành lang không gian có đặc thù nào khác cả. Kiều Trần giáo chủ cũng không có đáp, hắn vừa chiến đấu lại cười lạnh nói, xem ra ngươi đã đột phá rồi, có trách quy lực bí thuật của ngươi mạnh hơn không ít à. May mắn có ngươi lúc trước đánh với ngươi một trận làm cho ta hiểu ra, lại tiến lên một bước được. Kỳ Linh dùng 3 đầu 6 tay cho nên vô cùng dũng mãnh, hắn tiến lên rất nhanh. Ồ, lại đột phá ư? Kiều Trần giáo chủ thầm hận, trước kia là đạo quân nhị bộ đã có thể so sánh với Linh Động đạo quân, đột phá đến đạo quân tam bộ chẳng phải sánh ngang với ta ư? Còn có bí thuật đáng chết kia không ngừng ảnh hưởng tới ta. Kiều Trần giáo chủ cắn răng giết về phía trước, trường côn như rồng bành bành bành, hoặc là nện, hoặc là chọc, hoặc là chấn tan từng đám quân sĩ. Kỳ Linh ở phía sau tốc độ còn nhanh hơn, không ngừng tiến tới gần. 2 vạn 8 ngàn, 2 vạn 9 ngàn, khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Không tốt rồi, như vậy sẽ bị đuổi kịp mất thôi, chỉ có thể lại thi chiến cấm thuật lần nữa. À, bỗng nhiên Kiều Trần giáo chủ gầm lên, khí tức của hắn tăng vọt, khí tức này còn mạnh hơn khí tức của Khổng Tát đạo quân. Tuy khí tức có quan hệ với pháp lực và thần lực, thế nhưng thần thể Kiều Trần giáo chủ còn mạnh hơn đạo quân tứ bộ rất nhiều. Trước kia khi phá vỡ cấm chế tiểu viện đi vào núi giả đã sử dụng cấm thuật một lần, hiện tại hắn phải dốc sức liều mạng, thực lực đã tăng lên một đoạn lớn, kiệt lực muốn kéo dài khoảng cách với Kỳ Linh. Cái gì? Kỳ Linh ở phía sau vô cùng ngạc nhiên. Kiều Trần giáo chủ có không ít thủ đoạn, thế nhưng vô dụng thôi, ngươi trốn không thoát được ta đâu. 2 vạn 9 ngàn năm, 2 vạn 9 ngàn sáu, thực lực quân sĩ càng ngày càng mạnh. Kiều Trần giáo chủ và Kỳ Linh tiến lên cũng càng ngày càng chậm hơn, hai người bọn họ cũng rút ngắn khoảng cách với nhau. Còn 2 con cuối cùng, Kiều Trần giáo chủ gầm thét, sau đó nghênh đón 2 tên binh sĩ cuối cùng. Oanh! 2 quân sĩ mặc cải giáp màu vàng mở mắt ra, trong mắt có kim quang và nhìn thẳng vào Kiều Trần giáo chủ. Bành bành! 2 tên quân sĩ lao thẳng về phía Kiều Trần giáo chủ. Kiều Trần giáo chủ chém giết với 2 tên quân sĩ cuối cùng, trong lúc nhất thời khó mà đánh tan được. Tại sao quân sĩ lợi hại như vậy? Kiều Trần giáo chủ dốc sức liều mạng chiến đấu, hắn không biết lúc trước Đông Kỳ đạo quân cũng là dốc sức liều mạng mới miễn cưỡng đến đây được. Hắn hiện tại bị 9 đại bí thuật trói buộc, muốn đánh bại 2 quân sĩ cuối cùng quá khó khăn. Kiều Trần, ngươi trốn không thoát đâu. Bành bành! Quân sĩ đằng sau bị đánh tan, chỉ thấy một đạo thân ảnh áo trắng đi tới. Đáng chết mà!
sắc mặt Kiều Trần giáo chủ biến hóa. Hắn thi triển cấm thuật miễn cưỡng giữ một khoảng cách, bởi vì bị hai quân sĩ cuối cùng giữ lại, hiện tại đã bị đạo quân áo trắng yêu nghiệt đuổi theo. Cút ngay! Trường côn trong tay Kiều Trần giáo chủ giơ ra tấn công Kỷ Linh, bởi vì thi triển cấm thuật, mặc dù có chín đại bí thuật trói buộc, nhưng hắn vẫn phát huy tám thành thực lực. Vù! Trường côn và kiếm quang va chạm với nhau, hắn như lâm vào vòng xoáy lỗ đen, lực lượng bị dẫn qua một bên. Kiếm đạo trung cực chi duy tâm, người trốn không thoát đâu. Kỷ Linh xông lên, lúc này kiếm quang khôn cùng bao phủ Kiều Trần giáo chủ. Vèo vèo bành. Bởi vì giao thủ với Kỷ Linh, cho nên hắn không cẩn thận bị một quân sĩ đánh trúng. Kiều Trần giáo chủ trực tiếp lui về phía sau 5 bước. Hắn tức giận phát điên, lúc này lập tức lao thẳng về phía trước. Kỷ Linh và Kiều Trần giáo chủ chém giết lẫn nhau, hai người bọn họ cũng phân tâm ứng phó hai quân sĩ. May mắn hai gã quân sĩ công kích Kỷ Linh và Kiều Trần giáo chủ đồng thời công kích hai người bọn họ, cho nên chàng diện mới có thể cầm cự được. Xem ra ngươi thi triển cấm thuật rồi, Kỷ Linh chuẩn âm nói. Nhìn ngươi có thể chống được bao lâu đây? Nếu ngươi không có bí thuật này, ngươi không phải đối thủ của ta. Kiều Trần giáo chủ phẫn hận, hắn thi triển kiếm thuật đều có chút đỡ trái hở phải. Kỷ Linh cũng hiểu uy lực của chín đại bí thuật tăng lên thật ra là có hạn. Đạo quân nhất bộ luyện thành chín đại bí thuật đại thành, uy lực viễn siêu hơn lúc Kỷ Linh cận chiến. Tuy chín đại bí thuật bởi vì kiếm đạo đại thành hơn trước, cho nên uy lực tăng lên chút ít. Kỷ Linh cận chiến, chiến lực uy năng cũng tăng lên càng ngày càng rõ ràng, đạt tới cấp độ của Kiều Trần giáo chủ, cũng vượt xa chín đại bí thuật. Bí thuật chính là như thế, cuối cùng vẫn chỉ là ngoại lực làm chủ, đạo chỉ là phụ trợ, tăng lên cũng có hạn. Có chín đại bí thuật ảnh hưởng, làm cho Kỷ Linh chiếm được địa lợi rất tốt. Vù vù. Hai quân sĩ đang tấn công Kỷ Linh và Kiều Trần giáo chủ điên cuồng liền lui về phía sau, buông tha trở ngại. Kỷ Linh sững sờ, Kiều Trần giáo chủ cũng sững sờ. Sao không ngăn cản nữa? Kiều Trần giáo chủ lập tức kịp phản ứng, hắn vui mừng không nhỏ, lúc này kích động phóng thẳng tới vương tọa màu vàng cuối đường. Cái gì? Kỷ Linh cũng kịp phản ứng, hắn thấy Kiều Trần giáo chủ điên cuồng phóng tới vương tọa màu vàng, cũng bất chấp chuyện khác, cũng liền điên cuồng phóng thẳng về phía vương tọa màu vàng. Ầm. Cả hai đồng thời lao thẳng vào vương tọa màu vàng. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên, viên cầu màu vàng trên bầu trời phát ra tiếng nổ mạnh, giống như đến từ vũ trụ khởi nguyên. Nó có lực lượng cao ngạo, bàng bạc, giống như có đại năng cổ xưa đang thì thầm. Cả không gian màu vàng chấn động, hư không xuất hiện vô số phù văn kỳ dị, đồng thời vương tọa màu vàng cũng sinh ra rung động màu vàng. Rung động màu vàng bao phủ Kỷ Linh, Kiều Trần giáo chủ vào bên trong. Tổ tiên, tổ tiên. Kiều Trần giáo chủ nghe âm thanh này liền kích động. Kỷ Linh thì nghi hoặc, hắn cầm sáu chuôi Bắc Cổng kiếm trong tay và phòng bị cẩn thận. Cả không gian màu vàng tỏa ra phủ văn kỳ dị, dùng vương tọa màu vàng làm hạch tâm. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lôi Tân đạo quân trước kia có nói với ta rằng... Kỷ Linh nhíu mày nói. Có nói Đông Kỳ đạo quân đánh bại tất cả quân sĩ lúc đến vương tọa màu vàng và đạt được một môn truyền thừa ư? Thế nhưng bây giờ trang cảnh này không giống như đang truyền thừa. Chẳng lẽ nói Đông Kỳ đạo quân lúc trước nói dối Lôi Tân đạo quân ư? Hay là Lôi Tân đạo quân nói dối ta đây? Kiều Trần giáo chủ biết chút ít gì đó, hắn chẳng những không kinh hoàng mà còn kích động. Kỷ Linh mắt nhìn Kiều Trần giáo chủ ở bên cạnh. Kiều Trần giáo chủ lắng nghe âm thanh bao la mờ mịt trong viên cầu màu vàng, hắn thật sự kích động. Kiều Trần, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Kỷ Linh mở miệng hỏi. Kiều Trần giáo chủ lườm Kỷ Linh, cười lạnh một tiếng và nói. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Nếu ngươi không nói, mặc kệ có chỗ tốt gì, ngươi cũng đừng mơ có được nó. Kỷ Linh vừa dứt lời, kiếm quang trong tay phá hủy tất cả uy năng của đạo và đâm về phía Kiều Trần giáo chủ. Dừng tay, dừng tay! Kiều Trần giáo chủ kinh hãi quát lên. Thực lực đạo quân áo trắng cực cao, hoàn toàn cùng đẳng cấp với hắn. Nếu như phá hư, nó không chừng thực sẽ hỏng việc. Nói! Kỷ Linh quát. Hành lang không gian này có bí mật gì? Ta cũng không biết. Kiều Trần giáo chủ liền nói. Đùa nghịch ta ư? Kỷ Linh tiếp tục động thủ. Ta thật không biết mà. Kiều Trần giáo chủ lại tránh né. Hắn thậm chí không dám nghênh chiến, lo lắng cả hai chém giết sẽ ảnh hưởng xung quanh và phá hư đại sự. Ta không có lừa ngươi, ta thật là không biết mà. Trong lúc Kỷ Linh động thủ, Kiều Trần giáo chủ né tránh. Oanh! Vương tọa màu vàng thả ra rất nhiều rung động màu vàng,
và đột nhiên vừa thu lại. Nó giống như đóa hoa nở rộ, sau đó thu lại thành nụ hoa. Hào quang màu vàng xé rách thời không, rung động màu vàng nhanh chóng bao phủ Kỳ Linh, Cửu Trần giáo chủ lập tức biến mất vô ảnh vô tung, chỉ còn lại có vương tọa màu vàng. Bên trong hành lang không gian không còn sinh linh nào khác. Ầm ầm. Quang cầu màu vàng trên không trung tỏa ra uy năng mạnh hơn, cả không gian màu vàng chỉ còn lại kim quang chói mắt. Vù. Bỗng nhiên, ngọn núi nhỏ nằm trong góc của Đông Kỳ phái sinh ra rung động màu vàng rất mạnh và hư không tiêu thất. Cái gì? Sao vậy? Lôi Tân đạo quân đứng ở xa quan sát tình hình bên này cũng phải biến sắc. Hắn xuất hiện trong tiểu viện. Hành lang không gian đâu mất rồi? Hành lang không gian đi đâu rồi? Tại sao lại biến mất đột ngột như vậy? Thần niệm của hắn kết hợp với trận pháp cấm chế bao phủ mỗi góc của Đông Kỳ phái, hắn cũng không phát hiện tung tích của ngọn núi giả. Bắc Minh đạo quân và Cửu Trần giáo chủ cũng biến mất rồi ư? Lôi Tân đạo quân hơi bối rối nói: Ta vẫn cảm thấy hành lang không gian có chút bí mật. Thực lực 30,000 quân sĩ quá mạnh, đặc biệt là 2 quân sĩ cuối cùng tương đương với Đông Kỳ lão tổ, chỉ sợ Bắc Minh đạo quân và Cửu Trần giáo chủ chiến đấu ở bên trong làm cho hành lang không gian xuất hiện một ít bí mật rồi. Nên làm sao bây giờ? Bắc Minh đạo quân đột nhiên mất tích như vậy, nếu như chết đi vậy thì... Lôi Tân đạo quân vẫn có chút hổ thẹn, bởi vì Đông Kỳ phái hắn còn có sát chiêu át chủ bài chưa dùng, nhưng cũng không thể trách hắn, dù sao Đông Kỳ phái còn phải tiếp tục truyền thừa. Mắt thấy Bắc Minh đạo quân có thể ngăn cản Cửu Trần giáo chủ, hắn đương nhiên sẽ không sử dụng át chủ bài này. Bắc Minh đạo quân một lòng vì Đông Kỳ phái chúng ta, thế nhưng bây giờ sinh tử không biết được nữa. Lôi Tân đạo quân biểu lộ phức tạp, hắn thấp giọng nói: Đông Kỳ phái ta không quên đại ân của ngươi. Về phần hành lang không gian mất tích, Lôi Tân đạo quân hơi tiếc nuối nhưng không quá thương tâm, bởi trận pháp cấm chế dò xét chỉ cảm thấy thời không tương đối hỗn loạn, ngọn núi giả đã biến mất hoàn toàn, hiển nhiên loại bảo vật này không phải Đông Kỳ phái có thể nhúng chàm được. Lưu lại là họa không phải phúc. Bên ngoài Đông Kỳ phái, Cửu Trần thần điện đang lơ lửng. Bên trong Cửu Trần thần điện, Nhã Phù đạo quân trốn ra xa đã quay trở lại. Hắn và Linh Động đạo quân đều đứng trước cửa thần điện nhìn vào Đông Kỳ phái. Sao? Linh Động đạo quân bỗng nhiên biến sắc nói: Không tốt rồi. Sao? Như thế nào vậy? Nhã Phù đạo quân liền hỏi: Ta không cảm ứng được giáo chủ đâu nữa rồi. Linh Động đạo quân lo lắng nói: Giáo chủ có tín vật của ta, cho dù cách mấy cương vực cũng có thể cảm ứng được. Hiện tại ta không cảm ứng được gì. Sao? Nhã Phù đạo quân biến sắc. Linh Động đạo quân là Cửu Trần giáo chủ gần với nhau nhất, cho nên hắn có quan hệ gần với giáo chủ, cả hai có tín vật của nhau. Có lẽ giáo chủ không chết, ta lại không cảm ứng được hắn ư? Linh Động đạo quân lo lắng nói: Có khả năng giáo chủ ở nơi quá xa xôi, cũng có thể ở trong tuyệt địa không thể cảm ứng được. Có thể ngăn cách ta cảm ứng không phải tuyệt địa, Đông Kỳ vực không có địa phương như vậy. Xem ra trong Đông Kỳ phái còn có chút che giấu rồi. Nhã Phù đạo quân nói khẽ: Thực lực của đạo quân áo trắng lúc trước cao thâm, hiện tại ngay cả giáo chủ cũng gặp chuyện không may rồi. Linh Động đạo quân nhìn sang Đông Kỳ phái, hắn cũng rất kiêng kỵ. Chúng ta chờ ở đây chờ giáo chủ trở lại. Nhã Phù đạo quân nói. Vì vậy Cửu Trần giáo trở bên ngoài Đông Kỳ phái, mặc dù 10,000 năm, 10,000 năm giáo chủ của bọn họ sẽ trở về. Kỳ Linh và Cửu Trần giáo chủ đều khẩn trương. Một đạo kim quang kéo hai người bọn họ xuyên thẳng qua thời không. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Xuyên qua không gian và thời gian, tại sao xuyên qua lâu như vậy? Kỳ Linh vẫn dùng ba đầu sáu tay nắm lấy Bắc Khổng kiếm, hắn cẩn thận vạn phần. Có thể đi vào thời không truyền tống cự ly xa vô cùng khó, như thời không truyền tống trận đều có khoảng cách gần, trận và trận truyền tống lẫn nhau. Như chúa tể vĩ đại Tam Tôn giả luyện chế thời không thông đạo là truyền tống cự ly xa. Thời khắc này kim quang mang hai người truyền tống ra xa, dùng năng lực cảm ứng không gian của Kỳ Linh đã cảm thấy mình đã đi rất xa. Kiều Trần, ngươi thật không biết chúng ta cũng bị truyền tống tới đâu sao? Kỳ Linh nhìn sang Kiều Trần giáo chủ. Kiều Trần giáo chủ nhìn Kỳ Linh hư lạnh nói: Ta thật không biết mà. Kỳ Linh không có hoài nghi, bởi vì hắn cảm giác được Kiều Trần giáo chủ rất khẩn trương. Hai người bọn họ đều bình tĩnh, không dám lộn xộn. Một khi bọn họ chém giết, làm thời không tác loạn,
Vậy thì thật không biết sẽ ở đâu. Có khả năng tiến vào trong hắc ám vô cùng vô tận, phi hành xuyên thẳng qua hàng trăm hỗn độn kỷ nguyên, cho dù dùng cả đời cũng không thể đi ra ngoài được. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên thời không biến ảo cũng dừng lại. Bên ngoài kim quang ẩn ẩn có một ít tràng cảnh. Đến rồi. Kỳ Linh Cửu Trần giáo chủ rất cẩn thận. Kim quang chậm rãi tiêu tán, cảnh vật chung quanh hiện ra. Đây là thông đạo nham thạch to lớn. Trong thông đạo nham thạch có một ít khối đá lơ lửng, đồng thời còn tràn ngập hỏa diễm hừng hực. Sao? Kỳ Linh Cửu Trần giáo chủ đứng trên không trung. Bên ngoài Cửu Trần giáo chủ có thủy quang bao phủ, ngăn cản những hỏa diễm này. Bên ngoài thân Kỳ Linh cũng có 9 đại bí thuật vần quanh ngăn cản hỏa diễm. Hỏa diễm thật mạnh, uy lực cực mạnh, xem chừng đạo quân Tam Bộ sẽ bị đốt chết mà thôi. Kỳ Linh hơi kinh hãi. Hỏa diễm gì vậy? Kiều Trần giáo chủ cũng nghi hoặc. Hắn kiến thức phi phàm nhưng không nhìn ra lai lịch của ngọn lửa này. Là nham thạch gì vậy? Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ đều nhìn thẳng vào nham thạch. Hỏa diễm như thế có thể đốt cháy đạo quân Tam Bộ. Nham thạch chung quanh hoàn toàn không tổn hại. Nham thạch tuyệt đối là vật phi phàm. Là bảo bối ư? Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ lập tức xông lên. Kỳ Linh một kiếm đâm vào hành lang nham thạch chung quanh. Kiều Trần giáo chủ cũng dùng trường côn đánh vào thông đạo nham thạch. Bành oanh. Hai tiếng nổ vang, nham thạch phát ra âm thanh trầm đục. Nham thạch sinh ra chấn động vô hình và nứt toác. Ầm ầm. Chấn động bắn ngược oanh kích lên người Kỳ Linh, làm cho Kỳ Linh bay ngược về sau. Một cơn sóng bắn ngược đánh lên người Cửu Trần giáo chủ. Thân thể Cửu Trần giáo chủ lại ẩn ẩn hóa thành thủy quang lưu động ngăn cản. Uy năng thật mạnh, ta đâm ra một kiếm, nham thạch bắn ngược lại, cảm giác mạnh hơn kiếm của ta vài lần. Kỳ Linh lăng không mà đứng, nội tâm suy nghĩ thật nhanh. Hơn nữa, nham thạch trong thông đạo này là một thể. Hắn đâm vào một nơi, thế nhưng dường như cả thông đạo phản kích lại hắn. Đáng chết mà. Kiều Trần giáo chủ lăng không đứng đó. Kiều Trần giáo chủ hóa thành thủy quang hình người và khôi phục hình bộ dáng như bình thường. Hắn nhìn vào Kỳ Linh ở nơi xa. Tiểu tử này dễ dàng ngại kháng như thế sao? Hộ thể thần thông của hắn không thua gì ta cả. Ánh mắt Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ vô cùng nóng bỏng. Hai người bọn họ đều là đạo quân nghịch thiên, đều cùng đẳng cấp với Khổng Tát, thậm chí còn không đào được khoáng thạch nơi đây. Đây tuyệt đối không phải nham thạch, nó càng thần kỳ và chân quý. Vèo. Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ lập tức bay vào những tảng đá xung quanh, phất tay thu hồi. Vù vù vù. Tuy thu những tảng đá có phần gian nan, mỗi một khối cũng không nặng, có thể vẫn vào trong động thiên được. Chủ nhân, ta không cảm ứng được phân thân. Trong động thiên của Kỳ Linh, tôi tớ dị tộc liên hệ với Mang Nghe Quốc truyền âm với hắn. Sao? Kỳ Linh cũng rất bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm ý thức được điểm không tầm thường. Lúc bị thể không truyền tống đến nơi đây, nguyên thần thứ hai, pháp thân của hắn mất đi cảm ứng. Lần trước mất đi cảm ứng là ở dị vũ trụ. Thông đạo nham thạch có lửa nóng hừng hực. Trong ngọn lửa có hai đạo thân ảnh đang lơ lửng trong một ít loạn thạch. Qua một lúc sau, Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ liền thu tất cả những loạn thạch lơ lửng xung quanh. Sau khi bọn họ thu hết những tảng đá này, đều nhìn về phía đối phương, ánh mắt mang theo một tia kính sợ. Ta đánh với người một trận, hôm nay chúng ta đều liên lạc tới nơi không biết lai lịch này, cũng coi như hữu duyên. Ta còn chưa biết đạo hiệu của ngươi. Kiều Trần giáo chủ mở miệng nói. Tại hạ Bắc Minh. Kỳ Linh tươi cười và nói. Ta và ngươi hiện tại cũng liên lạc tới nơi này, có một số việc không cần phải giấu giếm. Tin tưởng Kiều Trần giáo chủ ngươi còn biết nơi này nhiều hơn cả ta. Kiều Trần giáo chủ lắc đầu. Ta thực sự không biết nơi này. Sao? Kỳ Linh lên tiếng. Nơi này thực quỷ dị. Kỳ Linh nhìn ra xung quanh và nói. Ngọn lửa này không phải hỏa diễm mà ta nhận biết được. Ta cũng không biết nham thạch nơi đây. Thậm chí thần niệm, tâm lực cũng bị ảnh hưởng, không thể dò xét được. Kiều Trần giáo chủ cũng trịnh trọng nhìn xung quanh. Trong lòng của hắn cũng có một tia bất an. Bỗng nhiên trong thông đạo nham thạch có một thân ảnh mặc khải giáp xuất hiện. Toàn thân cũng bốc lên hỏa diễm. Tóc của hắn cũng là hỏa diễm. Đây là sinh vật hình người. Sao? Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ đồng thời cùng nhìn sang sinh vật hình người kia. Hai người các ngươi thực sự to gan, vậy mà bất chi bất giác thẩm thấu đến nơi này. Sinh vật hình người lạnh lùng lên tiếng. Xem ra vận khí của ta không tệ. Để cho ta đụng phải hai người các ngươi, chịu chết đi. Nói xong,
sinh vật hình người bộc phát hỏa diễm, dường như hỏa diễm trong nham thạch chung quanh bị hắn hấp dẫn, tất cả đều lao thẳng vào trong sinh vật hình người. Trong mắt Kỳ Linh, Cửu Trần giáo chủ mang theo nghi hoặc. "Dừng tay!" Cửu Trần giáo chủ quát lên. "Hai ta không biết ngươi, ngươi có nhận sai người hay không?" Kỳ Linh cũng mở miệng nói. "Lại nói bậy, cũng phải chết thôi." Sinh vật ngọn lửa kia gào thét, trong tay có một thanh loan đao. "Đã như thế thì chết đi." Sắc mặt Cửu Trần giáo chủ âm trầm, mang theo một tia tức giận. Hắn huy động trường côn trong tay, trong lúc nhất thời giống như biển cả vô tận. Bên tai còn nghe được âm thanh sóng biển. Lúc này chợt nghe tiếng nổ ầm ầm, Cửu Trần giáo chủ đánh một côn vào người sinh vật hỏa diễm. Tuy sinh vật hỏa diễm dùng loan đao ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh ngược về phía sau, hắn đục vào vách đá. "Vậy mà không chết ư?" Cửu Trần giáo chủ hơi giật mình. Tuy hắn không dùng toàn lực, nhưng cho dù là đạo quân tứ bộ cũng bị đánh chết. Không nghĩ tới sinh vật hỏa diễm hình người có thể ngăn cản, thực lực rất mạnh. Sinh vật hỏa diễm gầm lên. "Rất tốt, càng mạnh càng tốt. Giết các ngươi, ăn tươi các ngươi, càng thống khoái, chết đi." "Sao, ăn ta ư?" Kiều Trần giáo chủ tức giận. "Ngô xuẩn, đi chết đi." Kiều Trần giáo chủ lúc này đã sắp toàn lực, một côn đâm ra, oanh. Trường côn đánh ngang một lượt, không gian chung quanh xuất hiện từng khe hở, uy thế làm không gian chung quanh run rẩy. Một côn này chẳng những hung mãnh, sóng biển chung quanh như nhanh như chậm, sinh vật hỏa diễm muốn ngăn cản, nhưng loan đao trong tay không chịu nổi một côn. Đầu trường côn đánh thẳng vào ngực của sinh vật hỏa diễm, uy lực một côn như thiên băng địa liệt, sinh vật hỏa diễm chu lên thật dài, oanh, cả thân thể đều bị đánh nổ. "Ngu xuẩn ma!" Kiều Trần giáo chủ ra tay không chút lưu tình, trường côn trong tay hắn quét ngang, hắn muốn chôn vùi thân thể của sinh vật hỏa diễm. Vèo 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 vèo, trường côn quét ngang, thân thể nghiền nát bay tán loạn chung quanh và biến thành hỏa diễm. "Giết ta, ngươi không thể giết ta được đâu, ngươi giết ta không chết được." Âm thanh phẫn nộ vang lên, chỉ thấy đại lượng hỏa diễm trong thông đạo nham thạch hội tụ và ngưng tụ thành sinh vật hỏa diễm. Hắn vẫn mặc khải giáp như cũ, tay cầm lăn đao mà không bị thương chút nào. "Sao, cái gì?" Kỳ Linh đứng bên cạnh quan sát cũng phải biến sắc. "Vậy mà không chết ư? Thân thể vỡ vụn nát bấy nhưng không có chết sao?" Người tu hành bình thường, thân thể nát bấy sẽ chết không thể nghi ngờ, trừ phi tu hành bí thuật đặc thù như bất tử chi thân. Ví dụ như Khổng Tát đạo quân hóa thân hắc ám để gần như bất tử chi thân, như Lê Tinh công chủ luận thực lực còn mạnh hơn Khổng Tát. Khổng Tát miễn cưỡng có thể sánh ngang Vĩnh Hằng đế quân bình thường. Lê Tinh công chủ dễ dàng chém giết Vĩnh Hằng đế quân bình thường, chênh lệch rất rõ ràng. Bởi vì Khổng Tát có bất tử chi thân, cho dù đánh hắn nát bấy thì hắn cũng không chết. Thủ đoạn như vậy hiếm có, vì Khổng Tát có thủ đoạn như thế nên mới có danh khí rất lớn. "Bất tử chi thân ư?" Cửu Trần giáo chủ hoảng sợ, sắc mặt biến hóa. "Không đơn thuần là bất tử chi thân, hắn hội tụ hỏa diễm chung quanh cho mình dùng." Kỳ Linh nhíu mày nói. "Khí tức của hắn không suy yếu chút nào cả." "Các người chết chắc rồi." Sinh vật hỏa diễm giống giận và lao tới lần nữa. "Ta đến đây." Kỳ Linh quát một tiếng. "Tốt, người lên đi." Cửu Trần giáo chủ cũng không tin có kẻ giết không chết. Kỳ Linh nắm một thanh kiếm, một kiếm giơ lên cao, sáu cánh tay cầm một thanh kiếm. "Giết!" Không gian run rẩy, giống như núi lửa tích lũy lực lượng chờ bộc phát vậy. Chỉ thấy kiếm quang của Kỳ Linh đánh qua không gian, trực tiếp bổ mạnh vào sinh vật hỏa diễm hình người. Bành! Kỳ Linh sử dụng một kích bá đạo nhất. Lúc này thân thể sinh vật hỏa diễm rung động rất mạnh, ngay sau đó hoàn toàn vỡ vụn. "Chín đại bí thuật, đi!" Kỳ Linh tâm ý khẽ động. Lúc này chín đầu giao long bay ra khỏi thân thể và hóa thành âm dương kiếm ý lĩnh vực, điên cuồng xoắn giết thân thể sinh vật hỏa diễm. Thân thể sinh vật hỏa diễm biến thành hỏa diễm, chín đại bí thuật hoàn toàn bao phủ không gian chung quanh, điên cuồng tiếp tục công kích những hỏa diễm kia. Tiếp tục một hồi lâu, sinh vật hỏa diễm bị chôn vùi. "Chết đi!" Kỳ Linh thu chín đại bí thuật. "Cuối cùng cũng chết." Kiều Trần giáo chủ khẽ gật đầu. "Xì xì." Trong hư không xuất hiện một tia lửa. Tia lửa kia càng lúc càng lớn, lúc này nhanh chóng biến thành hỏa diễm ngập trời. Hỏa diễm ngưng tụ thành sinh vật hình người. "Sao, cái gì? Hoàn toàn bị chôn vùi, hư không tái sinh ư?" Kiều Trần giáo chủ cũng không thể tin được. "Này,
Làm sao có thể như vậy? Đã hoàn toàn chôn vùi, không lưu lại một tia khí tức nào cả, làm sao có thể tái sinh được? Kỳ Linh vẫn không tin tưởng. Bất tử chi thân cũng thật đáng sợ. Các ngươi không thể giết ta, giết ta không chết được đâu. Sinh vật hỏa diễm hình người gào lên. Xuất hiện đi, đều xuất hiện đi. Ông... Khi sinh vật hỏa diễm gầm rú, chấn động vô hình truyền ra xung quanh. Trong một giây sau, thông đạo nham thạch xa xa có sinh vật hỏa diễm bay tới. Không tốt rồi. Sắc mặt Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ biến hóa. 2, 3, 4. Chỉ thấy nơi xa xa có sinh vật hỏa diễm bay tới nơi đây. Chẳng những bên này có, bên kia cũng có. Kiều Trần giáo chủ quay đầu nhìn bên kia. Hai bên thông đạo nham thạch cũng bắt đầu xuất hiện sinh vật hỏa diễm. Đi mau. Kỳ Linh liền quát. Đi. Kiều Trần giáo chủ cũng không dám chậm trễ. Giết, giết bọn chúng, ăn bọn chúng. Hai bên thông đạo nham thạch có 12 sinh vật hỏa diễm, thế nhưng số lượng đang gia tăng thật nhanh. Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ chọn một phương hướng, sau đó xông lên. Từ khi kiếm đạo trung cực đạt tới tầng thứ 2, tốc độ của Kỳ Linh đạt tới gấp 10 lần tốc độ ánh sáng, đã trực tiếp tăng lên tới gấp 30 lần tốc độ ánh sáng. Mà Kiều Trần giáo chủ luận tốc độ còn nhanh hơn cả Kỳ Linh một chút. Hai người bọn họ nhanh chóng đánh bại sinh vật hỏa diễm nơi đây, lúc này điên cuồng trốn chạy để khỏi chết. Bọn họ không dám dừng lâu, lập tức bỏ chạy thục mạng. Giết, giết, giết. Sinh vật hỏa diễm bất tử, mặc dù giết không còn thì chúng vẫn trọng sinh, bởi vì hấp thu lực lượng hỏa diễm không đâu không có xung quanh, lực lượng của chúng là vô cùng vô tận. Nếu tiếp tục rông dài sẽ bị đám sinh vật hỏa diễm này mài mòn mà chết. Ta biết ngay, tổ tiên chi địa không đơn giản như vậy. Đáng chết, đáng chết mà. Nội tâm của Kiều Trần giáo chủ rung động. Quá nhiều sinh vật hỏa diễm, không đâu là không có cả. Kỳ Linh cũng khẩn trương. Hai người bọn họ đã đi hơn nửa giờ, cũng vứt bỏ rất nhiều sinh vật hỏa diễm, cũng tiến vào thông đạo nham thạch khác. Mỗi thông đạo nham thạch đều có sinh vật hỏa diễm. Chúng tràn ngập sát ý với hai người Kỳ Linh. Hơn nữa, thực lực sinh vật hỏa diễm yếu kém cũng có thực lực tiếp cận Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ. Hai chúng ta liên thủ. Kiều Trần giáo chủ truyền âm nói. Không thể công kích lẫn nhau, chúng ta phải liên thủ mới có thể sống sót đi xa, nếu không sẽ phải chết tại nơi này. Tốt, lập lời thề bổn mạng đi. Kỳ Linh cũng lập tức đồng ý. Trong thông đạo nham thạch dài hẹp, lại nhiều lối rẽ như mạng nhện, có một ít thông đạo rộng cả trăm dặm, có rộng vạn dặm, rộng nhất đã có hơn trăm vạn dặm. Đi qua thông đạo rộng trăm vạn dặm, hỏa diễm hừng hực, số lượng sinh vật hỏa diễm sinh hoạt tại đây còn nhiều hơn nữa. Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ cảm ứng được xa xa có uy hiếp chí mạng nên không dám tới gần, bọn họ chỉ dám đi vào những thông đạo tương đối nhỏ mà thôi. Vèo. Phi chu màu đen tiến lên và nhanh chóng bỏ qua sinh vật hỏa diễm xung quanh. Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ lại không dám có chút thư giãn, vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước. Đến. Kiều Trần giáo chủ cầm trường côn trong tay và nhìn chằm chằm vào các nơi. Kỳ Linh dùng ba đầu sáu tay cầm sáu thanh Bắc Hồng kiếm. Cả hai đứng sóng vai nhau, nhìn thẳng về phía trước. Thông đạo nham thạch phía trước cách trăm vạn dặm đã có sáu đầu sinh vật hỏa diễm đang chờ. Hơn nữa số lượng của chúng cũng dần dần gia tăng. Hiển nhiên những sinh vật hỏa diễm có liên hệ với nhau. Chúng hiểu số lượng ít không thể làm gì được hai dị tộc này. Giết. Oanh. Tuy nói ngàn vạn dặm, nhưng với tốc độ của phi chu màu đen có thể tới đó vô cùng nhanh chóng. Đính. Kỳ Linh thi triển chín đại bí thuật, chín đầu giao long bay thẳng ra ngoài và hóa thành kiếm uy lĩnh vực áp chế trói buộc những sinh vật hỏa diễm. Cần biết thân thể những sinh vật hỏa diễm này vô cùng cứng cỏi. Trước kia Kiều Trần giáo chủ đã từng đánh một kích tùy ý, nhưng không thể phá nát thân thể của chúng. Kỳ Linh sử dụng chín đại bí thuật cũng không cách nào chôn vùi chúng. Có chín đại bí thuật trói buộc cho nên áp lực từ sinh vật hỏa diễm cũng giảm mạnh. Chết đi. Kiều Trần giáo chủ gầm lên, sau đó dùng trường côn quét ngang. Lúc này sinh vật hỏa diễm xung quanh nổ tung. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thân ảnh của 6 sinh vật hỏa diễm bị đâm thủng. Lúc này mới lộ ra 6 thanh Bắc Khổng kiếm của Kỳ Linh. Kiếm đạo trung cực vô ảnh thức. Bác Minh đi mau, phải mau chóng lao ra khỏi thông đạo này. Kiều Trần giáo chủ truyền âm nói. Không thể chặn lại, bị ngăn chặn sẽ phiền toái lớn. Kỳ Linh cũng biết điểm ấy. Trải qua chém giết liên tục như thế, đám người Kỳ Linh cũng phát hiện một ít tập tính của sinh vật hỏa diễm. Sinh vật hỏa diễm chỉ nằm trong phạm vi thông đạo. Chúng bình thường chỉ hội tụ tại một thông đạo. Những thông đạo nham thạch có 3 phương pháp liên hệ đặc thù.
Nếu như dừng lại trong một thông đạo nham thạch thời gian quá dài sẽ làm cho đối phương có đầy đủ thời gian tụ tập, sẽ hình thành tập kích đại quy mô. Trước kia đám người kỳ linh đã trải qua một lần bi thảm, bọn họ bị hơn 300 sinh vật hỏa diễm vây công, thực lực của ba đầu rất mạnh. Lúc ấy kỳ linh dựa vào 9 đại bí thuật kiếm đạo trung cực hoàn mỹ, chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ. Côn pháp của Kiều Trần giáo chủ không phòng ngự lợi hại bằng kiếm thuật của kỳ linh, hắn chỉ có thể bộc phát kiếm thuật. Bởi vì liều mạng cho nên hai người kỳ linh mới may mắn đào thoát được. Từ đó hai người kỳ linh cũng giả hoạt hơn trước, hoặc là thi triển vô ảnh độn thuật, tận lực chậm bị phát hiện. Chiến đấu sẽ giải quyết nhanh hơn, tuyệt không lãng phí thời gian. Dù vậy bọn họ vẫn gặp không ít phiền toái. Dù sao những sinh vật hỏa diễm là bất tử, đánh thế nào cũng không chết. Bên kia có huyệt động, mau trốn vào. Bay vào trong thông đạo nham thạch này, thao túng phi chu thi triển vô ảnh độn thuật, nhanh chóng tiến vào trong một huyệt động của thông đạo nham thạch. Có thể tạm thời nghỉ một lát được rồi. Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ thở ra một hơi dài, lúc này hoàn toàn bỏ qua đám sinh vật hỏa diễm và trốn vào trong một huyệt động. Lúc này vận khí tốt mới tìm được huyệt động và có thể nghỉ ngơi ngắn ngủi, bởi vì tối đa nửa ngày sẽ có sinh vật hỏa diễm tuần tra tới đây. 15 ngày, suốt 15 ngày chúng ta vẫn chạy trốn. Kiều Trần giáo chủ lắc đầu nói, thông đạo nham thạch một đầu lại một đầu, dường như vô cùng vô tận. Mỗi một thông đạo nham thạch lại có một đống sinh vật hỏa diễm. Những sinh vật hỏa diễm này có bất tử chi thân, yếu nhất cũng sẽ ngang đạo quân tứ bộ. Phần đông thông đạo nham thạch sinh vật hỏa diễm nhiều tới mức không thể tính toán được. Tại sao lại nhiều như vậy? Sinh vật thực lực đạo quân tứ bộ theo lý thuyết phải ít mới đúng chứ. Kỳ Linh lắc đầu, chúng không phải là tính mạng chính thức đâu. Kiều Trần giáo chủ cũng gật đầu nói, ta cũng cảm giác chúng và hỏa diễm chung quanh là một thể, hơn nữa vách thông đạo nham thạch kỳ quái. Đúng vậy, Kỳ Linh gật đầu, bọn họ đã từng nhìn thấy có sinh vật hỏa diễm tiến vào trong vách đá, giống như nước thẩm thấu vào sa mạc, sinh vật hỏa diễm giống như tan vào trong vách đá. Cần biết vách của thông đạo nham thạch, hai người Kỳ Linh công kích toàn lực cũng bị phản chấn gấp vài lần, không có cách nào tổn thương tới thông đạo nham thạch mảy may. Bắc Minh, ngươi có thiên nguyên đan hay không? Kiều Trần giáo chủ nhìn Kỳ Linh nói, có thì bán điểm cho ta. Ta nhìn ngươi chiến đấu thực lực phi thường, vững vàng, cũng không có bộc phát, dường như chưa bao giờ sử dụng một ít thần thông cấm thuật nghịch thiên nào. Kỳ Linh cười cười, thiên nguyên đan là đan dược bổ sung pháp lực thần lực, bởi vì lúc chiến đấu thi triển thần thông cấm thuật nghịch thiên tiêu hao thần lực gia tăng gấp trăm lần, nghìn lần. Thời gian chiến đấu dài cần dựa vào đan dược để bổ sung. Dù sao hỗn độn tinh thạch bổ sung quá chậm, hỗn độn linh dịch bổ sung tốc độ rất nhanh nhưng sẽ lãng phí. Kỳ Linh thi triển thanh hoa vũ khí chi lực, cho nên lúc chiến đấu sử dụng thần thông ba đầu sáu tay tiêu hao thần lực cực nhỏ. Thanh hoa vũ khí chi lực tiêu hao rất chậm, chỉ cần hỗn độn tinh thạch bổ sung đầy đủ là được, cho nên hắn chiến đấu lúc tới bây giờ chưa sử dụng linh đan bổ sung bao giờ. Đương nhiên Kiều Trần giáo chủ bộc phát thực lực sẽ mạnh hơn Kỳ Linh một chút. Đối với chuyện này Kỳ Linh cũng không có biện pháp, thanh hoa vũ khí chi lực của hắn không thể thi triển thần thông. Người hâm mộ kiếm đạo của ta sao? Kỳ Linh chế nhạo nói, kiếm đạo của ngươi rất lợi hại, gần như là hoàn mỹ vô khuyết điểm. Trước kia chúng ta gặp khốn cảnh vài lần, ngươi đều có thể phòng ngự hoàn mỹ, mà ta lại dựa vào cấm thuật bộc phát mới thoát thân được. Kiều Trần giáo chủ nhìn Kỳ Linh, hắn cũng mặt dày nói, chỉ sợ ngươi không có tiêu hao đan dược, bán đan dược cho ta đi, ta mua gấp 2 lần. Kỳ Linh lắc đầu, gấp 5 lần. Kiều Trần giáo chủ lại nói, Kỳ Linh chỉ nhìn hắn, gấp 10 lần. Kiều Trần giáo chủ cắn răng nói, Bắc Minh, ngươi cũng đừng quá phận. Tính toán toán, bán cho ngươi gấp 10 lần, ta đợi đến thời điểm ngươi gấp gáp chân chính sẽ bán gấp 100 lần, rồi sẽ bán cho ngươi. Kỳ Linh cố ý cười nói, vào lúc nguy hiểm sinh tử, giá cả gấp 100 lần cũng sẽ mua. Kỳ Linh thật có hơn vạn viên thiên nguyên đan, hỗn linh đan đều là khổng tất đạo quân sau khi chết bị Kỳ Linh đạt được. Kỳ Linh chưa bao giờ sử dụng qua. Thiên nguyên đan tiện nghi chút ít, 1000 phương hỗn độn một viên. Hỗn linh đan có giá gấp 10 lần thiên nguyên đan. Hai thứ này có thể giao dịch. Kiều Trần giáo chủ tốn hao 3000 vạn phương mua sắm chút ít thiên nguyên đan và hỗn linh đan. Hắn lúc này mới thở ra một hơi. Có linh đan thì hắn cũng có lực lượng thi triển cấm thuật. Kỳ thật hắn còn có không ít linh đan trong người, nhưng ai biết còn ở đây bao lâu đây. Sinh vật hỏa diễm vô cùng vô tận,
gặp được sẽ có phiền toái. Hắn phải thi triển bí thuật, nếu không sẽ bị đám sinh vật này cuốn lấy. Không giống với Kỳ Linh, tuy không thi triển thần thông, có thể bằng vào kiếm đạo trung cực quỷ dị khó lường thoát khỏi đối thủ một cách đơn giản. Kiếm đạo trung cực chi duy tâm của hắn quá quỷ dị, đám sinh vật hỏa diễm không thể vây quanh Kỳ Linh được. À đúng rồi, Kiều Trần, ngươi còn không nói la lịch của ngươi cho ta biết đấy. Kỳ Linh hỏi. Ta chỉ biết ngươi là Kiều Trần giáo chủ, là giáo chủ mới của Kiều Trần giáo. Trước khi làm giáo chủ của Kiều Trần giáo thì ngươi làm gì? Ta chưa bao giờ nghe nói qua. Đột nhiên thoát ra một đạo quân nghịch thiên như vậy, ta vẫn cảm thấy kỳ quái. Nhìn bộ dạng của ngươi cũng không phải kẻ xuất thân tầm thường. Lai lịch của ta ư? Kiều Trần giáo chủ lườm Kỳ Linh đắc ý nói. Nói thật cho ngươi biết, ta hôm nay chỉ là đạo quân tam bộ. Sao? Đạo quân tam bộ ư? Kỳ Linh kinh ngạc. Đạo quân tam bộ đã mạnh như thế ư? Trở thành đạo quân tứ bộ chẳng phải chắc chắn sẽ cùng đẳng cấp với Lê Tinh đạo quân hay sao? Thân thể của ngươi thì sao? Kỳ Linh nhíu mày. Khí tức thần thể của Kiều Trần giáo chủ rất cường đại, còn mạnh hơn cả đạo quân tứ bộ. Đạo quân tam bộ có được khí tức thần thể mạnh như thế, việc này rất không bình thường. Ngươi là sinh mệnh đặc thù hay là sao? Sinh mệnh đặc thù thì tính cái gì? Ta là cổ tu hành giả. Cổ tu hành giả tính mạng hoàn mỹ nhất đấy. Kiều Trần giáo chủ nói. Kỳ Linh ngạc nhiên. Tuy nói trong vô tận cương vực là 6 thế lực lớn, cổ tu hành giả chính là một phương thế lực trong đó. Cổ tu hành giả có số lượng là phi thường thưa thớt, còn hiếm thấy hơn cả hoàng tộc mang ngay quốc. Không nghĩ tới Kiều Trần giáo chủ lại là cổ tu hành giả. Chắc hẳn ngươi sẽ biết nhanh thôi, nơi này là tổ tiên chi địa của cổ tu hành giả chúng ta lưu lại. Kiều Trần giáo chủ nhìn Kỳ Linh nói. Là nơi tổ tiên ta lưu lại, Bắc Minh à, ngươi đi theo ta chỉ sợ không chiếm được tiện nghi nào đâu. Sao? Tổ tiên cổ tu hành giả các ngươi lưu lại nơi này ư? Kỳ Linh hơi kinh ngãi, lập tức cười nói. Khó trách ngươi muốn đánh Đông Kỳ phái như vậy, thì ra là ngươi có thể phát hiện hành lang không gian này. Ồ, Kiều Trần giáo chủ ngạc nhiên nhìn sang Kỳ Linh nói. Dường như ngươi không sợ chút nào thì phải. Đây chính là nơi tổ tiên cổ tu hành giả của ta lưu lại. Dùng thủ đoạn của tổ tiên chúng ta lưu lại chỗ tốt chỉ sợ sẽ rơi vào trong tay của ta mà thôi. Về phần ngươi ư, thậm chí có khả năng sẽ vứt bỏ tính mạng nơi đây. Ồ, sợ như vậy sao? Kỳ Linh nói rất tùy ý. Đã đi tới nơi này lại trốn không thoát thì cứ đối mặt với tất cả đi. Hơn nữa, ai sống ai chết còn không nhất định. Sinh vật hỏa diễm lúc trước còn làm ngươi sống giờ chết giờ đấy thôi. Kỳ Linh rất nhẹ nhàng nói. Kiều Trần giáo chủ thấy Kỳ Linh như thế cũng rất ngạc nhiên. Lúc trước hắn không tiết lộ chút nào. Hôm nay song phương đã kết thành đồng minh, lập lời thề không được công kích đối phương, cũng không thể tính toán đối phương. Có lời thề ước thúc, Kiều Trần giáo chủ lúc này mới nói ra chuyện tổ tiên chi địa. Dù sao chỉ cần Kỳ Linh còn sống, tới sau đó sẽ phát hiện ra. À đúng rồi, Kiều Trần, ngươi nói cổ tu hành giả các ngươi là tính mạng hoàn mỹ nhất ư? Kỳ Linh hỏi. Nhưng ta nghe nói đỉnh cấp trong sinh mệnh đặc thù còn có hoàng tộc mang nhai quốc, đó là tồn tại đỉnh cấp giống cổ tu hành giả các ngươi đấy. Kiều Trần giáo chủ cười nhạo. Sinh mệnh đặc thù chỉ là giống loài kỳ lạ do hỗn độn vô tận thanh nén ra mà thôi. Giống loài quá nhiều cho nên gọi chúng là sinh mệnh đặc thù. Các loại tính mạng loạn thất bát tao cũng có thể so sánh với cổ tu hành giả chúng ta hay sao? So với chúng ta chính là vũ nhục cổ tu hành giả. Về phần hoàng tộc mang nhai quốc ư, đó là hỗn độn thần thú nhất tộc, lịch sử lâu dài giống như chúng ta, là tồn tại duy nhất miễn cưỡng có thể so với chúng ta. So sánh thực lực, hỗn độn thần thú nhất tộc vẫn kém chúng ta một đoạn. Sao? Hỗn độn thần thú nhất tộc ư? Kỳ Linh khẽ giật mình, tuy hắn là người của mang nhai quốc nhưng biết rất ít về hoàng tộc mang nhai quốc. Xem ra ngươi trở thành đạo quân thời gian rất ngắn lại không biết những bí ẩn này. Kiều Trần giáo chủ cười nhạo nói. Hoàng tộc mang nhai quốc cho rằng đây là sỉ nhục, tự nhiên sẽ không nói ra ngoài. Ta liền nói cho ngươi nghe vậy. Sỉ nhục ư? Kỳ Linh rất hiếu kỳ. Trước đây thật lâu, khi đó còn không phải có người tu hành, sinh mệnh đặc thù không hiểu tu luyện là như thế nào. Trong hỗn độn vô tận lại thay ngén ra hai chủng loại tính mạng hoàn mỹ nhất. Một loại là trưởng thành hình, bọn họ là hoàn mỹ chính thức, thiên phú siêu việt, ngộ tính cực cao, đó chính là cổ tu hành giả chúng ta. Một loại khác là thần thú hình, chính là hỗn độn thần thú.
Cổ tu hành giả chúng ta phát hiện ra phương pháp tu hành đầu tiên, sáng chế pháp môn tu hành, chúng ta trở nên vô cùng cường đại, là kẻ thống trị chân chính trong hỗn độn vô tận. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chúng ta được gọi là cổ tu hành giả. Kiều Trần giáo chủ nói với vẻ mặt kiêu ngạo. Kiều Linh giật mình, cổ tu hành giả sáng chế ra pháp môn tu hành sớm nhất ư? Kiều Trần giáo chủ đắc ý nói, những sinh mệnh đặc thù kia không bị cổ tu hành giả chúng ta nhìn chúng, hỗn độn thần thú nhất tộc xem như cũng không tệ, chúng ta liền nô dịch chúng, cung cấp chúng ta sử dụng. À, Kiều Linh không thể tin được, hoàng tộc Mang Ngai Quốc lại bị cổ tu hành giả nô dịch ư? Đó là năm tháng cổ tu hành giả chúng ta tung hoành vô địch. Kiều Trần giáo chủ nói, mỗi cổ tu hành giả chúng ta có được ngộ tính rất cao, sáng tạo cũng rất nhiều pháp môn tu hành. Người nhìn hoàng tộc Mang Nhai Quốc có bao nhiêu kẻ thành vĩnh hằng đế quân đi, chỉ có một, chính là chúa tể Mang Nhai Quốc kia. Cổ tu hành giả chúng ta lại nhiều hơn, đây chính là ngộ tính. Tính mạng hình người có ngộ tính cao hơn so với tính mạng hình thú. Hỗn độn thần thú nhất tộc không có một chúa tể sẽ có địa vị như ngày hôm nay sao? Đáng tiếc đó chỉ là quá khứ, hiện tại là thời đại người tu hành xưng bá. Kiều Trần giáo chủ lắc đầu nói, tính mạng người tu hành không có hoàn mỹ như chúng ta, bọn họ từ phàm tục từng bước mà đi lên, cuối cùng số lượng rất nhiều, số lượng vô tận, mặc dù hàng tỷ sinh mạng sinh ra một yêu nghiệt cũng đầy đủ được xưng bá. Đối mặt vô số người tu hành, chúng ta chỉ có thể tránh lui. Kiều Trần giáo chủ nhìn Kỳ Linh nói, Bắc Minh, cổ tu hành giả chúng ta cũng thu nạp người tu hành bình thường. Người chỉ cần không phải là Mang Nhai Quốc, không phải Vĩnh Hằng nhất tộc, không phải Hắc Ám quốc độ, cổ tu hành giả chúng ta nguyện ý thu nạp đạo minh bình thường, gia nhập cổ tu hành giả chúng ta. Chỉ cần người thiên tư đủ cao sẽ được tài bồi. Kỳ Linh nghe vậy biếu môi, thu nạp người tu hành ư? Mang Nhai Quốc cũng thu nạp, Vĩnh Hằng nhất tộc kỳ thật cũng thu nạp, có không ít thế giới cảnh thành chó săn của Vĩnh Hằng nhất tộc. Lúc trước Kiều Linh gặp đám thế giới cảnh Vĩnh Hằng nhất tộc tại Vạn Thần Phủ, phần lớn trong đó không có huyết mạch Vĩnh Hằng nhất tộc, không nghĩ tới cổ tu hành giả cũng thu nạp. Cũng đúng, hoàng tộc Mang Nhai Quốc, Vĩnh Hằng nhất tộc, cổ tu hành giả đều có một khốn cảnh, chính là số lượng quá thưa thớt. Sao, như thế nào? Kiều Trần giáo chủ liền nói, nội tình cổ tu hành giả chúng ta chỉ sợ chỉ có đạo minh mới có thể so sánh với chúng ta được thôi. Thôi bỏ đi, ta không vội. Kỳ Linh nói, mình đã gia nhập Mang Nhai Quốc, sao có thể gia nhập trận doanh đối địch được đây? Tuy chính mình tạm giữ được bí mật với Mang Nhai Quốc, nhưng cũng phải phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Người không có vội hay là không? Nơi này là tổ tiên chi địa, tin tưởng người sẽ nhanh chóng biết được nội tình của cổ tu hành giả. Kiều Trần giáo chủ mỉm cười nói, đến lúc đó ta sẽ dẫn dắt giúp ngươi. Như hắn ngộ ra hai đạo mạnh nhất và kết hợp lại với nhau, trong cổ tu hành giả cũng là một đời thiên kiêu. Cổ tu hành giả đều có đại năng giúp hắn suy diễn ra đi nơi nào lưu lạc sẽ có cơ duyên. Tuy tương lai là không xác định, suy diễn cũng chỉ có khả năng nhìn một ít của tương lai. Thời gian trôi qua, Kiều Linh Kiều Trần giáo chủ liên thủ cẩn thận tiến lên từ thông đạo nham thạch này tiến vào thông đạo nham thạch khác. Thông đạo nham thạch vô cùng vô tận. Đám người Kiều Linh ở nơi này suốt 3 tháng. May mắn có Kỳ Linh bán linh đan, nếu không Kiều Trần giáo chủ không gánh vác được. Vèo. Vào một ngày của 3 tháng sau, giết bọn chúng, ăn bọn chúng. Lúc này có một đám sinh vật hỏa diễm vô cùng vô tận lao tới. Một đám này bị phi chu màu đen đâm cho tán loạn, đồng thời chung quanh còn chứa 9 đại bí thuật quét qua nên không bị trở ngại. Vù. Phi chu màu đen bay vào thông đạo nham thạch. Sao? Bỗng nhiên Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ sững sờ, bọn họ vô cùng kích động. Hư không phía trước vô cùng rộng rãi, hư không rộng trăm tỷ dặm, trong tinh không có một ngôi sao. Ngôi sao tỏa ra hào quang mờ mịt, tỏa ra uy áp vô cùng vô tận. Trong phạm vi hư không trăm tỷ dặm này không có một tia hỏa diễm nào. Cần biết trước kia đám người Kỳ Linh đi vào các nơi, nơi nào cũng là sinh vật hỏa diễm. Trong phạm vi trăm tỷ dặm này không có một tia hỏa diễm nào cả. Chẳng lẽ tới nơi rồi sao? Kỳ Linh âm thầm nói, nơi này có lẽ là nơi tổ tiên muốn dẫn chúng ta tới rồi. Kiều Trần giáo chủ kích động nhìn ngôi sao lớn kia. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 206 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 207.